Ban dân vận huyện ủy Thoại Sơn vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở quý 1 năm 2023. Từ đầu năm đến nay, hệ thống dân vận huyện Thoại Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được duy trì, qua đó đã vận động được số tiền là 13,7 tỷ đồng. Từ số tiền này đã sửa chữa 10 căn nhà đại đoàn kết, thăm hỏi tặng gần 22.000 phần quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn, trị giá gần 8,2 tỷ đồng. Thời gian tới, Ban dân vận huyện ủy tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, thực hiện phong trào thi đua, dân vận khéo và dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, thực hiện tốt kế hoạch của Ban thường vụ huyện ủy về tổ chức các diễn đàn, lắng nghe, đối thoại giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân năm 2023, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.